Hà Phương xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn ơi, các bạn có biết không, tháng 12 có một ngày rất là đặc biệt đấy. Các bạn có biết đó chính là ngày gì không? Đó chính là ngày Noel, hay còn được gọi là ngày Giáng Sinh, còn được gọi là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu nữa đấy. Trong Giáng Sinh, Hà Phương thích nhất là được đi chơi và nhận quà từ ông già Noel. Còn các bạn, Giáng Sinh của các bạn thì bạn thích nhất những điều gì? Hãy chia sẻ cho Hà Phương biết nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.